Lê Phước Tài. Hiện tại mình đang 32 tuổi và công việc chính của mình là MC. Ladies and gentlemen, welcome to BTS. Xin chào mọi người, tôi là Phụng Hoàng. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 tại trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Mình tên là Hoàng, hiện tại mình 27 tuổi và mình đang làm ở một công ty về truyền thông sáng tạo ở Sài Gòn. Mình tên là Thanh Nhi, là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Mình tên Linh mà hiện tại là đang làm make up nè và năm nay 27 tuổi. Mục tiêu của em đầu tiên đến với lớp đó chính là giảm cái bụng chứ, tìm hiểu cho về kickboxing để mà mình có thể tự vệ được, để cho cái sức khỏe mình nó tốt hơn. Thích lại cái body của mình, nhìn nó ok hơn để mình phục vụ cho những công việc khác. Giữ dáng, khỏe mạnh, cơ thể linh hoạt và có thể tăng hiệu suất làm việc. Khỏe hơn và cải thiện hình thể của mình. Giảm mỡ đùi, mỡ bụng. Hey, xoay, đẩy ra, quay về, sáu, trái, phải, bảy, bảy, tám, chín, thả lỏng người lên. Khoan, một, hai, né nè, di chuyển nè. Bắt đầu. Tập này về xong là không cần phải đi chữa lành nữa nha mọi người. Mọi người ở đây rất là nhiệt tình nha, hỗ trợ từ A tới Á luôn. Cảm giác rằng cơ bắp thì nó rất là đúng. Quá khỏe luôn, quá là gọi là sảng khoái tinh thần. Lỡ mà có bị chấn thương hay gì đó là mọi người đều có băng bó, nói chung là take care rất là tốt cho học viên luôn. Từ giờ tới tháng sau mình quyết tâm không đụng một giọt bia nào hết. Còn rủ thì sao ạ? Hả? Ai mượn vậy?